Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay ngày 19 tháng 10, mình có một số tin tức mình muốn chia sẻ với khán giả và cô bác mà ủng hộ cho Ukraine cũng như là tin tưởng kênh của mình. Thì ngày hôm nay của chú chị ngày 19 á, thì hầu như là cũng như mình đã nói, ngày nào cũng có những cuộc pháo kích, nhưng mà đặc biệt là một tuần nay á, ở những cái khu vực ở Odessa, Dnipro, Kiev không có cuộc tấn công của chú chị. Nếu mà có thì cũng rất là nhỏ, không có nhiều mà dày như những ngày trước, những tuần trước, những tháng trước luôn. Thì hậu qua ngày hôm qua ngày 18, hôm nay ngày 19 khuya cũng có cuộc báo động, nhưng mà theo thông số mà phòng không của quân đội Ukraine công bố đó, thì tầm có mỗi ngày 3 cái drone, 1 cái tên lửa, có ngày thì 5 7 cái drone, 2 3 cái tên lửa thôi. Thì mấy cái số lượng như thế này thì đối với quân đội Ukraine thì nó đơn giản có thể chặn được, nhưng mà cũng tùy khu vực. Có những khu vực có như trung tâm thủ đô hoặc là những cái thành phố lớn, vô trung tâm thành phố lớn á, thì tất nhiên là sẽ chặn được, và đôi lúc có chặn được nhưng mà nó rớt xuống cũng làm ảnh hưởng đến những tòa nhà hoặc là những cái địa điểm quan trọng, nhà dân cũng bị ảnh hưởng, có những người bị thương, có người bị thiệt mạng cũng có luôn, rồi bị gây cháy, rồi xe rồi đó bị hư hại cũng nhiều á. Đó là những cái hoặc khi mà quân Nga tấn công vô những cái thành phố lớn, nếu mà trường hợp mà tấn công vô những cái vùng mà địa phương thị trấn, đi ngang qua những cái địa phương mà phòng phong á, người ta chặn được ngay những cái nơi mà thị trấn nhỏ rồi đó, tại vì tên lửa nó sẽ bay ngang qua những cái khu vực, tùy khu vực đó, thì phòng không nhiều lúc chặn xong nó rơi xuống trúng nhà người dân thì cũng gây ra thiệt mạng rồi bị thương luôn quý chị. Ở Kherson, ở Odessa cũng đều có nhiều trường hợp như vậy lắm. Thì ở Kherson thì thật sự là ngày nào cũng có tin tức vài người bị thương, vài người bị thiệt mạng, và nhà nhà cửa mà bị ảnh hưởng, rồi có những drone nè, những cái máy bay không người lái á, rồi có những cái tên lửa trúng mục tiêu luôn nha, có những nơi trúng mục tiêu. Thì coi như là nhiều lúc gián điệp á, nó đưa ra những cái địa chỉ á, xong rồi quân Nga tấn công vô, nó cho là những cái kho vũ khí nè, những cái địa điểm mà quân đội Ukraine hoặc là những cái nơi mà phòng không, nói chung là cô chú anh chị gián điệp á, nó đưa lên những cái thông tin, cũng có gián điệp nhiều. Thành thử ra nó tấn công vô những cái địa điểm mà đôi lúc quân đội Nga không thể nào tấn công hoàn toàn hết được. Thì hiện tại có một cái tin cũng cũng hay cô chú anh chị, đó là biệt đội thủy quân lục chiến của Ukraine đã thông báo một cái tin, đó là ở thành phố Kherson thì quân đội của Ukraine đã tiến qua bậc phía tay trái. Thì mình nói rõ ràng chút xíu, đó là thành phố Kherson á, có hai vực của chú chị, vực bên trái vực bên phải, tại vì chính giữa nó là một cái sông Dnipro rất là lớn. Phía quân đội Ukraine trước khi mà ngày 24 tháng 2 á, thì quân đội Nga đó, thì thành phố Kherson nó gần với lại Nga của chú chị, thì quân Nga đưa vô hầu như là hoàn toàn khắp lãnh thổ Ukraine luôn, đưa từ miền Bắc, miền Nam, miền Trung thì đưa hết vô của chú chị, bao quanh Ukraine luôn, và mượn cái vùng lãnh thổ của Belarus đó tấn công vào thủ đô Kiev luôn của chú anh chị. Và ngoài ra là Kherson rồi Mykolaiv từ đảo Crimea tấn công vô Mariupol, tấn công vùng Donetsk, Luhansk, hầu như là bao vây hết lãnh thổ Ukraine. Thì thành phố Kherson là thành phố đầu tiên bị mất, và Kharkiv cũng vậy luôn, là những cái khu vực đầu tiên bị mất là quân Nga đến đó chiếm hoàn toàn 100% cái khu vực, cái thành phố Kherson này luôn. Nhưng mà sau đó, sau một thời gian á, thì quân đội Ukraine đã lấy lại một một bên, một nửa Kherson, lấy lại một nửa. Thì hiện tại bây giờ phía Nga nó nắm giữ một nửa, và quân quân đội Ukraine thủy quân lục chiến thì người ta đã, theo thông tin thì người ta đã đến đó và chiếm lại, đẩy quân Nga những cái nơi mà họ đang nắm giữ của chính trị, thì đẩy quân Nga ra chiếm được lại 2 cái thị trấn đó. Đây là cái bản tin mà có thể là chưa có nhiều thông tin mà mọi người người biết đó. Thì trong cái thời gian đầu á, người dân ở đó đâu có chịu xác nhận đâu của chúng chị, và quân Nga đến cái thành phố Kherson này là họ đưa bách bo, muốn người dân ở đó thay đổi nè, bách bo nè, còn những cái siêu thị, những cái cửa hàng xe, tất cả mọi thứ. Thành phố Kherson là một cái nơi thành phố về nông nghiệp, họ trồng tất cả nhiều loại rau củ quả, dưa leo rồi nông sản của chú vậy, nông sản, cái thành phố nông sản luôn á, họ trồng rất là nhiều, đặc biệt là dưa hấu, cà chua, rồi dưa leo, rồi khoai tây, đầy đủ ngũ cốc nữa, nhiều lắm.
thì ở đó cũng có người Việt Nam mình sống ở đó cô chú, trồng đậu phộng rồi nữa nha, có người Việt Nam mình ở khu vực đó trồng đậu phộng, trồng hoa màu nữa để bán cho người cộng đồng người Việt á, thì cũng có người Việt mình sống ở đó, cũng có nhà cửa sống ở đó, kinh doanh ở đó luôn đó. Thì trong cái thời gian đầu quân Nga đến đó để mà họ chiếm đó, rồi họ sáp nhập đó, thì họ đem bắt bo bắt người dân phải đổi nè, bắt cô giáo giáo viên ở đó phải dạy bằng tiếng Nga, phải dạy đi giáo trình bằng sách tiếng Nga luôn, giống như giáo dục ở ở ở Nga. Rồi họ chiếm những cái đầu tiên là lấy hết những cái kho ngũ cốc, những kho nông sản của người dân, những cái hộ mà công ty lớn họ di chuyển về Nga nè, rồi những cái xe hãng xe mà lớn ở đó đó họ tịch thu hết, lấy hết của chú anh chị. Rồi những cái cửa hàng mà supermarket lớn đó, họ thay bản hiệu hết, họ là qua họ chiếm, họ thay bản hiệu coi như là của họ rồi đó, họ thay đổi tên, họ là đẩy là cướp đó, cướp cô chú, cướp từ cướp đất nè, cướp người và cướp của đó. Thì sau đó thời gian quân đội Ukraine giải phóng được, quân đội Ukraine chiếm lại những cái vùng mà gọi là tái chiếm của chú anh chị, là chiếm lại hết những cái vùng đó một nửa. Thì bây giờ một phần thứ hai, còn một nửa một tay trái nữa, thì hy vọng trong thời gian sắp tới và khi kết thúc chiến tranh sẽ đẩy quân Nga ra khỏi hết, lấy lại những cái gì thuộc về người dân Ukraine đó. Đó là mình nói sơ về một phần chút xíu về thành phố Kherson cho mà cô bác hiểu thêm. Thì ngoài ra đó, trong 10 ngày nay, trong 10 ngày thôi mà quân đội Ukraine tuyên bố là phá 5 cái su 25, là quân chiếm đóng đó, là tấn công một ngày 24 giờ gì à? Hầu như là không ngừng nghỉ luôn, họ mình cũng không biết nói làm sao nữa. Chiến tranh ở chiến trường mà có những ngày điên lộn lên đó, như là đội hình zombie đó, làm việc mà không có mệt mỏi đó. Chiến đấu rất là hung hăng lắm. Người ta nói là quân đội Ukraine nó là chiến đấu, họ người dân ở đó người ta nghe tiếng súng một ngày đó. Cũng có còn người dân ở những cái khu khu vực thị trấn địa phương nhỏ chứ có người dân ở nha, thì những người già người ta làm nông rồi ăn tiền trợ cấp á, cho nên người ta không có muốn di chuyển đi đâu hết, người ta vẫn ở đó đó. Thì nghe tiếng súng hầu như là một ngày 24 giờ. Thì ngồi ra ở vùng Bamut, Zaporizhia thì ngày nào cũng có giao tranh hết đó. Ngoài Kherson ra thì cái vùng Mariupol cũng là một cái cảng biển đen, cảng biển của Ukraine rất là lớn. Ở thành phố Mariupol này có rất là nhiều công ty mà sản xuất hàng công nghiệp, như là thép, sắt, vặn, những cái loại kim loại á, rất là nhiều công ty lớn ở đó, như là nhà máy thép Azota, gần cảng biển á, tàu rồi đó, để xuất khẩu hàng nó dễ, cho nên là nhiều công ty tập trung ở đó. Thì hiện tại bây giờ sau khi chiến tranh qua hơn một năm nay thì quân Nga đã chiếm rồi, từ năm ngoái là quân Nga đã chiếm từ nó gần với lại lãnh thổ Nga đó, cho nên là quân Nga tiến qua trong những ngày đầu là chiếm gọn của chúng chị, chiếm nhanh, nhưng mà bây giờ thuộc về họ rồi, thì thành thử ra cái thành phố nó bây giờ cũng không còn gì nhiều hết đó. Sang bằng hết rồi của chúng chị, sang bằng hết. Và bây giờ hiện tại bây giờ thì cũng phục sinh lại, phục hồi lại, đó là người dân đó, những người mà còn trụ lại ở đó, ta cũng còn ở đó nè. Rất là nhiều người đi và mất tích và thiệt mạng rất là nhiều. Thì bây giờ á, theo thông tin là người ta nói là quân xâm lược của Nga đó đã cướp cướp á, những cái kho hàng ngũ cốc á, như là hướng dương nè, rồi ngũ cốc, rồi bây giờ bắt đầu họ đã di chuyển đến cảng Mariupol để mà di chuyển về Nga, hoặc là di chuyển đi nơi nào đó để bán, di chuyển về Nga đó, để đội quân đi qua lãnh thổ Ukraine cướp bóc phá hoại. Đó là một đội quân xâm lược Nga, mình vẫn giữ cái quan điểm quân Nga là quân xâm lược, không có thể nào mà nói khác được, tại vì nó đúng sự thật 1000%. Thì tất cả mọi người, công đồng người Việt ở đây, cộng đồng người Việt ở đây nha, đều biết được quân Nga là quân xâm lược. Nhưng mà là tại vì có khán giả hỏi cộng đồng người Việt của mình có ủng hộ Nga hay không, hay ủng hộ Ukraine, thì mình tuyên bố là người cộng đồng người Việt ở đây ủng hộ Ukraine. Nếu mà muốn chắc chắn hơn thì vô trong những trang mạng nhóm cộng đồng người Việt Ukraine sẽ thấy mọi người trong đó, trong nhóm đều ủng hộ cộng đồng Ukraine, ủng hộ Ukraine.
Có một cái thông tin đó là sau khi mà Putin không có ký cái hiệp ước mà xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen nữa, không có gia hạn nữa đó, thì từ đó phía Nga đó họ tấn công rất là nhiều, hai mấy tháng trời liền luôn, hơn 2 tháng 3 tháng luôn á, tấn công ồ ạt vô những cái cảng biển, đặc biệt Odessa của Ukraine, và phá lên đến 80.000 tấn của chúng chị, gần 100.000 tấn ngũ cốc của Ukraine, và phá tất cả những cái kho hàng nè, rồi những cái nhà máy xí nghiệp mà đóng hàng ngũ cốc đó, và phá những cái ngòi ngũ cốc ra có bắp hạt hướng dương, dầu có dầu hướng dương nè, kho chứa dầu hướng dương luôn, rồi cái đậu Hà Lan nữa. Ukraine chủ yếu xuất khẩu những mặt hàng này. Lúc đó thời gian đó Ukraine không có xuất khẩu được, bởi vì thời gian cũng lâu và tại vì nó bị hạn chế cái đường đi á, cho nên là rất là hiếm để mà xuất khẩu nhiều được, cho nên là phải kết hợp giữa đường bộ và để qua Ba Lan rồi Moldova đó, rồi Hungary. Sau khi mà xuất khẩu nhiều thời gian lâu thì những cái đất nước đó họ bán không có được giá, khi mà ngũ cốc của Ukraine đi qua cái đường bộ đó, đi qua cửa khẩu những cái đất nước lân cận đó, thì những cái công ty xuất khẩu mua thu mua ở những cái nước đất nước đó họ lại ngừng mua trong nước, họ lại nghiêng qua cái hàng Ukraine, tại vì hàng Ukraine giá nó rẻ á. Giá rẻ không phải vì Ukraine phá giá, mà giá rẻ từ tự vì Ukraine từ hồi đó giờ là cái giá rẻ, trước khi xuất đi qua bên ra khỏi là cái giá nó như vậy, chứ không có tăng lên đó cô chú chị. Vì vậy á, nên là các bạn cũng không có nhầm lẫn là Ukraine khi mà đi qua đường Ba Lan á, thì là phá giá để mà Ba Lan bán không được, nó không có đúng đó. Thì mình đính chính là cái này chút xíu thôi. Nhưng mà có một cái thông tin là hiện tại bây giờ là cũng giảm bớt đi qua đường đó rồi, bây giờ hiện tại bây giờ là xuất ngũ cốc đi bằng đường biển, là không quan tâm ông Putin có cần ký cái gia hạn xuất khẩu ngũ cốc hay không, không còn quan trọng nữa. Bây giờ Ukraine đã tự xuất khẩu luôn, là giữa từ tháng 9 đó, đến bây giờ khoảng 30 chiếc tàu đến cảng biển, những cảng biển của Ukraine, và xuất khẩu trên 1 triệu tấn ngũ cốc. Đó là một cái tin khá là mừng, như là những cái mặt hàng ngũ cốc đã được xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Ukraine để mà bán, giúp cho những đất nước khó khăn nghèo này có cái nguồn lương thực thực phẩm để ăn nè, đặc biệt là những nước châu Phi khó khăn. Chỉ có mặt hàng của Ukraine là có thể giá rẻ, mà giá rẻ của giá rẻ để mà hỗ trợ cho những đất nước nghèo. Và một cái thứ hai tốt cho Ukraine nữa đó, đó là tự vì cái hàng ngũ cốc là hàng thực phẩm, nếu mà giữ lâu trong đất nước không có xuất khẩu ra được thì để thời gian lâu đó, nó sẽ bị mốc, nó bị sẽ có con mọt rồi chứ gì, nó bị hư đó, đó. Thì bây giờ đã bắt đầu xuất khẩu được 1 triệu, hơn 1 tháng nhưng mà được 1 triệu tấn ngũ cốc là rất là nhiều, thì đây là một cái tin khá mừng cho giữa Ukraine và những đất nước thu mua ngũ cốc và sử dụng cái mặt hàng ngũ cốc của Ukraine. Người ta dự tính là năm nay á, sản lượng ngũ cốc của Ukraine doanh thu gì là cái số lượng á, tăng gấp 2 lần luôn, nghĩa là cái nguồn những công ty mà nông trại người ta trồng số lượng ngũ cốc nó nhiều hơn và ở là đạt năng suất hơn nữa, người ta trồng nhiều hơn và đạt năng suất hơn, thì thử ra cái số lượng ngũ cốc hiện tại bây giờ con số tăng gần gấp 2 lần luôn. Đó là một cái tin rất là tin khá vui của anh chị, liên quan đến tên lửa Atak. Thì phía Ukraine nói là hiện tại bây giờ có thông tin nói là Ukraine chỉ nhận được có mấy chục rồi, cái gì có mấy chục cái attack mà loại 160 km, nhưng mà bộ trưởng của Ukraine ông tuyên bố, ông nói là trong thời gian sắp tới Ukraine sẽ nhận nhiều hơn và có thể nhận lên tên lửa 300 km. Đó là cái tin trong tương lai nha, mà ông nói là có thể là chắc chắn sẽ nhận được. Và cái kết quả mà đạt được cái tên lửa attack là sau khi chuyến đi của Tổng thống Zelensky vào cuối tháng 9 vừa rồi á, ông đến Mỹ á, gặp Tổng thống Joe Biden á, thì đã thỏa thuận được cái tên lửa attack, thì tin rất là mừng. Thì hiện tại bây giờ cũng đã sử dụng rồi và phá nhiều cái sân bay rồi, phá mấy cái sân bay rồi, phá kho vũ khí rồi, tấn công vô những cái cơ sở hạ tầng quân sự của phía Nga đó, cho nên là
Mình hy vọng là dùng những cái tên lửa attack này tấn công những cái địa điểm mấu chốt hơn. Có câu hỏi hỏi là tại sao Ukraine không tấn công vô cầu Crimea, là cầu Kerch bắt nguồn từ Nga và đảo Crimea đó. Tại sao Ukraine không tấn công để mà phá những cái đường tiếp viện của quân Nga? Thì mình xin theo thông tin mà mình biết được á, thì không có dễ được cô chú chị, rất là khó. Tại vì cái cầu rất là lớn mà nó xây dựng rất là kiên cố rồi chắc chắn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phòng không á, trên biển và trên không, từ đảo gần đảo Crimea đó, phòng không của Nga đó rất là nhiều, cho nên á, và tàu, những loại tàu ngầm ở khu vực đó có thể là có luôn gần đó, có, cho nên là Ukraine không thể nào mà dễ dàng tấn công được nhiều mà có thể phá liền được đâu, rất là khó. Nhưng mà một cái tin đó chắc chắn mà hiện tại bây giờ đó, sau khi mà Ukraine tấn công hai khoảng là ba lần của chúng chị, ba lần tấn công, thì hiện tại giờ cái cầu đó nó bị giảm năng suất, nghĩa là cái đường tiếp viện á, xe lưu thông ở trên cái cầu đó hiện tại bây giờ bị hạn chế, hầu như là người ta nói 40% bị hạn chế mà lưu thông trên cái cầu đó. Đó là một cái điều mà thành công của quân đội Ukraine rồi nha, tại vì thay vì đó đó là một cái điều thành công, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bằng chứng nữa đó là hiện tại bây giờ quân Nga đó họ di chuyển những cái đạn dược nguyên liệu á, không có qua cái cầu đó nữa, mà họ di chuyển bằng phà, hay là đi dưới mặt nước đó. Đó là chứng tỏ cái cầu nó bị thiệt hại 4%, như là lời như là thông tin của Ukraine đưa ra là thiệt hại 4%, cho nên là quân Nga mới di chuyển bằng phà, chứ lúc trước có di chuyển bằng đường trên cầu không à. Và những cái xe lưu thông ở trên đó hiện tại bây giờ bị hạn chế rất là nhiều đó. Đó là bằng chứng cái cầu hiện tại bây giờ vẫn chưa được gãy 100%, để ngăn cái sự cái tiếp viện của quân Nga, nhưng mà bị thiệt hại vậy là coi như là cũng mừng rồi cô chú chị ạ. Sự rất là khó chứ không thể nào mà dễ dàng được đâu. Đây là một cái video mà phía Ukraine tái thiết cho những cái hộ dân mà đã bị ảnh hưởng, mất nhà sau khi mà bị pháo kích nhiều nơi ở thủ đô trong cái thời gian đầu á. Thì bây giờ ở thủ đô đã bắt đầu tái thiết những ngôi nhà, thì mình sẽ đưa cái clip này lên cho bà cô bác xem. Thì Tổng thống Zelensky có nói như thế này, ông nói là cảm ơn những người đã nỗ lực khôi phục đất nước của chúng tôi và quan tâm đến nhu cầu của người dân. Chúng tôi sẽ khôi phục lại tất cả mọi thứ mà kẻ xâm lược đã phá hủy. Ukraine không bao giờ là một đất nước hoang tàn. Thì phá đến đâu, phục hồi đến đó, giúp cho Ukraine luôn có động lực và mới mẻ, chứ không có nhìn vô đất nước hoang tàn để cho mà kẻ xâm lược mừng mừng hụt, kẻ xâm lược sẽ mừng hụt. Và một cái tin đó là cuộc chiến ở Trung Đông và sự hỗn loạn ở Mỹ, liệu phương Tây có thành công trong cuộc chiến chống lại ma quỷ trên mọi mặt trận, Moscow với Bắc Kinh và Tehran chống lại Washington? Cô chú chị, hiện tại bây giờ những ai mà đang mà nghiêng nghiêng 50-50, không biết là nghĩ Nga cũng là có cái đúng và Mỹ có cái sai, xin xin nghiêng về một bên thẳng thắn ủng hộ Mỹ giùm. Tại vì á, một khi mà các bạn không có bị suy yếu, không có đồng minh, nó Mỹ sẽ bị suy yếu thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người rất là lớn. Mỹ hiện tại bây giờ là đang bảo vệ cho toàn thế giới, những đất nước nhỏ đều được Mỹ bảo vệ. Cho nên nếu mà muốn sống an vui mà trong tương lai không có chiến tranh á, thì á, nên ủng hộ Mỹ nha. Thì hiện tại bây giờ Trung Quốc đang bắt tay với lại Nga nè, Iran nè, để mà Triều Tiên nữa, để mà làm cho đồng minh phương Tây suy yếu đó. Đó là một cái điều hiện tại bây giờ, và chúng ta phải cùng ủng hộ cho Ukraine cũng như là bảo vệ hòa bình. Không biết là sang năm đó, Mỹ có tiếp tục có viện trợ cho Ukraine hay không, thì của chú anh chị nghĩ là có hay không mình không dám nói trước, nhưng mà hy vọng là có, và chắc chắn là có, mình hy vọng là vậy. Tin hôm nay khá là buồn cười, cảm thấy thảm bại cho nước Nga, đó là ông Lavrov. Lavrov của chú anh chị, ông mặt ngựa, người ta nói là ông mặt ngựa, thì ông khuyên người dân Nga đó,
À, nên đi đến Triều Tiên để mà du lịch. À, tự vì hiện tại bây giờ Nga với lại Triều Tiên là đồng minh rồi, Iran là đồng minh là Trung Quốc nữa. Nên là muốn người dân Nga đến Triều Tiên để mà du lịch, để mà kết nối đồng tình bằng hữu. Cô chú anh chị thấy có hay không? Đến đến Triều Tiên, khách Nga đến Triều Tiên để làm gì cô chú anh chị? Du lịch để tham quan những cái kho vũ khí hạt nhân, tham quan những cái kho tên lửa. Chứ ở Triều Tiên có gì để tham quan cô chú anh chị? Người dân đói nghèo, không có ăn, không có đồ ăn, không có đồ ăn đói khát, một đôi dép, một đôi giày mà mang á, không có mà để thay đồ mới nữa. Ok, thì hôm nay mình cũng có một số tin muốn chia sẻ đến bà cô bác. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã nghe mình nói, ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn rất là nhiều. Tạm biệt.